Mời quý vị đến với kênh tin tức mới. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video của chúng tôi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những tin tức mới nhất nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục chuyện ý nghĩa ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đến với một câu chuyện hấp dẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua. Mời quý vị cùng đón xem. Mẹ chồng dở vợ lú lẫn để 20 cây vàng trong nồi cơm điện thử lòng con dâu và cái kết để được bốn đứa con thì duy nhất có một cậu ấm, nói giỏi tông đường là con trai độc nhất trong nhà nên bố mẹ chiều hưng lắm, từ nhỏ tới lớn, hưng thích gì bố mẹ cũng phải chiều, đến ngay cả việc lấy vợ bố mẹ cũng phải thuận theo ý con trai. Lấy một cô con dâu đã quay mùa thì chết, lại thêm cái tính mê tiền, bà Loan nghĩ chắc con trai bà bị thảo lừa chứ yêu đương gì cái ngự ấy, bà vẫn còn nhớ như in ngày cưới con trai. Khi vừa lên trao cho cô con dâu chiếc kiện hai cây, nó đã biểu môi nói nhỏ với con trai bà rằng, Bố mẹ anh giàu mà kẹt thế Có mỗi cô con dâu mà cho được có hai cây vàng chả bỏ Từ lúc ấy ác cảm về cô con dâu lại nhiều thêm Chỉ cần ngồi chung mong cơm với Thảo thôi là bà đã chả muốn ăn nữa Kiểu đâu xuất thân nghèo hèn Quê mùa lại không biết thân biết phận Lại còn đòi hỏi nhà chồng phải thế này thế kia Đây là ông bà còn khỏe mạnh Chứ nhỡ may mà ốm liệt giường thì không biết đứa con dâu ngoan hiền này Nó sẽ đối xử thầm tệ với bố mẹ chồng thế nào 8 năm có con dâu trong nhà mà bà Loan chẳng thấy vui tí nào, lúc nào cũng thấy con trai đi làm về, có đồng nào là cúng nạp cho vợ hết. Nhiều khi thấy con dâu đi làm từ sáng đến tối muộn, mới về bà điên lắm. Nhìn nó cứ vơi với thế này, có khi đi cặp kè với thằng nào mất thôi, chỉ khổ con trai bà, hiện lành quá, lại bị nó cắm rừng, Thôi thì bà phải làm gì đó để con trai bà sáng mắt ra và lật tẩy âm mưu cũng như là con người thật của đứa con dâu quê mùa mà chảnh vẹ này. Cả tuần trước đó bà Loan giả phờ mình lú lẫn, để đồ đâu quên đấy, thậm chí đi chợ còn quên cả đường về nữa khiến cho các con phải chia nhau đi tìm mẹ về. Cứ lúc lẫn lúc tỉnh như thế các con bà lo lắm, đưa bà đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói bệnh tuổi già thôi. Mấy hôm giả lú giả lẫn, con dâu con trẻ đứa nào cũng tin là thật. Thấy bà Loan lú lẫn như vậy, Thảo bỗng dưng tỏ ra quan tâm và cha mẹ chồng hơn. Nhiều khi thấy con dâu nhìn khắp phòng mình, mà bà nghĩ bụng nó định âm mưu chiếm lấy cái gì của bà đây Vậy thì tối nay bà sẽ chơi bài ngửa với Thảo Và cho cả nhà thấy được bộ mặt thật của đứa con dâu quê mùa này Gần tối vợ chồng Hưng đi làm vẫn chưa về Bà Loan vội mở tủ lấy 20 cây vàng tiết kiệm của mình để vào nồi cơm điện Và ngồi dưới bếp canh Lát nữa xem Thảo về nấu cơm Mở nồi cơm điện mang đi pho gạo Liệu nhìn thấy 20 cây vàng lấp lánh Nó có lấy của bà không Lúc đó bà sẽ ngồi đó giả vờ lú lẫn Nói lãm nhảm nhưng phải quay lại đoạn Con dâu giấu vàng của bà đi ngồi chờ hơn tiếng thì thảo về thấy con dâu thay đồ rồi xuống bếp làm cơm tối bà loan bắt đầu diễn kịch nói luyên thuyên và không nhớ ra thảo là ai để mặc cho mẹ chồng ngồi ở bàn ăn chơi thảo đi vo gạo bỏ vào nồi cơm điện cắm vừa mở nồi ra cô choáng váng khi thấy bao nhiêu là vàng Ló hết cả mắt ở trong nồi cơm điện thế này Đống nồi cơm điện chứa đầy vàng đó vào thảo quay ra hỏi mẹ chồng mẹ ơi số vàng trong nồi cơm này là mẹ bỏ vào đấy à Bà Lan vẫn giả vờ không nghe thấy gì, chỉ cười cười rồi quay mặt đi chỗ khác, thấy mẹ chồng chẳng hiểu gì mình nói. Thảo lắc đầu ngắn ngẩm gọi điện cho chồng và bố chồng về nhà có việc gấp. Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, Hưng và bố chồng về nhà ngay lập tức. Thấy mẹ và vợ ngồi thần ở bếp, Hưng vào lao hỏi ngay. Nhà có chuyện gì thế em? Anh ơi, hình như mẹ ở nhà lú lẫn quá, nhỡ lôi 20 cây vàng ra giấu trong nồi cơm điện kia kìa. Anh cố hỏi bố xem có phải là của bố mẹ không thì cất đi chỗ khác, chứ mẹ lú lẫn rồi tiền vàng thì Phước linh tinh mất thì khổ. Sao sao bà ấy lại mang số vàng tiết kiệm của gia đình ra để linh tinh thế này? May quá có con không gặp người khác số vàng này cũng không cánh mà bay rồi. Bố chồng vừa về đến cửa đã kịp nghe hết câu chuyện vội vào nói. Bố chồng ôm vàng lên nhà cất. Còn vợ chồng Hưng nhìn nhau thở dài, ngồi nghe hết câu chuyện và chứng kiến hành động không ngờ của đứa con dâu ham của, bà Loan tự nhiên lại rớt nước mắt. Từ ngày cưới Thảo về làm dâu đến giờ chưa bao giờ bà lại thấy cô con dâu mình được đến thế. Cứ ngỡ Thảo sẽ ôm 20 cây vàng của bà rồi bỏ chạy, nào ngờ nó lại trả lại cho vợ chồng mình như thế. Vậy là bà đã nghĩ xấu cho con dâu. Nhìn vẻ ngoài tham lam của nó là thế, nhưng con dâu bà lại không phải là kẻ tham tiền của người khác, khi đó không phải là tiền của mình kiếm ra hoặc là được người khác cho. Có lẽ bà nên suy nghĩ lại cách đối xử với con dâu. Bây giờ thì bà mới hiểu vì sao ngày đó thằng Hưng sống chết rồi cưới con Thảo về làm vợ. Vậy là cuối đời này bà được nhờ con dâu rồi. Có lẽ cũng đến lúc kết thúc vở kịch này, bà cần xin lỗi con dâu vì những ác cảm không tốt 8 năm nay với Thảo. Tối cơm xong, Thảo đang lúi húi rửa bát thì bà Loan gọi cô cho bạn nói chuyện. Bà bảo mình đã khỏi bệnh và vô cùng tỉnh táo. Bà xin lỗi cô vì những hiểu lầm trước kia. Nghe những lời mẹ chồng nói, Thảo rớt nước mắt không kìm được lòng mà chạy đến ôm mẹ chồng, khóc nước nở. Có lẽ giờ Thảo được bà coi như là con gái chứ không phải là con dâu nữa rồi. Đúng là cứ phải thử lòng nhau dù có liều lĩnh một chút nhưng mới biết được con người thật của người bạn muốn thử như thế. Nào. Nhà tám người ăn mà bè chồng chỉ cho nấu ba bát gạo, ngày nào cũng bị đói khiến cho nàng dâu đánh liều Tùng chiêu khiến bà chón ván. Hiện về nhà làm dâu nhà Tùng được ngót nghét một năm, đến giờ cô đang mang thai tháng thứ bảy. Nhưng vì chỗ làm xa, đường đi khó, đa số qua đoạn đường vắng vẽ nên cả nhà không yên tâm, ép cô nghỉ thai sản sớm. Hiện buồn lắm nhưng cũng phải theo vì bản thân cô biết nếu xảy ra chuyện gì thì cũng khó ăn nói với cả nhà ngặt bụng nổi dù bảo nghỉ thai sản sớm nhưng hiện thấy còn bận rộn và mệt mỏi hơn đi làm bởi nhà chồng cô đang xây hiện giờ đi vào không hoàn thiện trát và lắp cửa ngày nào cô cũng phải cơm nước ba bữa cho gần chục người chỉ mấy chuyện giặt giũ đi chợ nấu cơm rửa bát là cô đã chẳng còn thời gian làm được việc gì khác nữa rồi nhiều lúc mệt muốn mặc kệ mà đi ngủ cũng chẳng được vì gần chục người đang đói về chờ cơm bình nấu hiện lại phải cố lách dậy nhưng phải nấu nướng phục vụ mọi người chỉ mệt mỏi thể xác chút thôi Còn điều khiến cho cô cảm thấy áp lực nhất lại là thái độ của mẹ chồng Bà là người keo kiệt tính toán với cả chín người thân trong gia đình Mỗi bữa trưa Hiền phải nấu cho năm người thợ và cả gia đình Nhưng mẹ chồng lại chỉ cho nấu ba bát gạo Nấu ba bát thôi con nhé Ơ mẹ ơi thế liệu có đủ không à Gốm mày không mở nhà ngày nào mẹ chả nấu thế Giờ ăn hương ăn hoa, chứ chích đối chích khác như ngày xưa đâu, mà phải ăn lấy được lấy đủ. Nhưng con sợ mọi người đói đấy ạ, à? lại toàn người lao động nặng, sợ họ. Trời ơi, nói sao thì làm vậy đi, còn đói co nhiều lắm gì. Dạ mẹ. Hiền cũng miễn cưỡng nghe theo bà, thế nhưng ngay ngày đầu nhìn vào nồi cơm cô đã biết trước cái kết. Đúng như dự đoán, bà bát gạo nấu lên năm người thợ cùng ba người nhà của cô mỗi người được lưng cơm. Mới sau giấc ngủ trưa dậy Hiền đã thấy đói, cô nghĩ mà thấy tội mấy người thợ quá, làm công việc chân tay chỉ ăn như thế sao mà đủ sức làm hôm sau cô đề nghị mẹ chồng nên tăng thêm số lượng nào ngờ bà chẳng đồng ý lại giảm tiền chợ còn đưa ra lý do từ giờ con đi chợ liệu mà mua năm đến bảy chục đổ về thôi toàn thợ xây nên ăn đậu tráng rau luộc canh rau thịt mỡ thôi mà toàn nấu cái ngon lành nên họ mới muốn ăn nhiều mới tốn cơm đó dạy lắm con ơi Hiền điếng cả người trước lời mẹ chồng nói Cô không ngờ bà lại còn toan tính tới mức như thế Nhưng cô chẳng có tiền mà bù vào Nên mẹ chồng đưa nhiêu thì cố gắng phun vén Chi tiêu bấy nhiêu Chỉ có gạo là cố gắng mỗi bữa nó tăng thêm gần 4 chén Ở nhà nội trợ được hơn tuần Hiền không chịu nổi phải than với Tùng Anh lúc này mới dám thú nhận Anh cũng đói nhưng toàn ăn ngoài Khổ thân em với bố ở nhà Anh và bố đều góp ý rồi Nhưng mẹ nói rằng đang xây nhà nên phải tiết kiệm Vậy còn đứa con của anh thì sao Người ta tẩm bổ bao như chẳng đủ Nhà mình đây Cái cửa bạn nhất là ăn cơm thì còn không đủ ăn Em kêu mọi người chỉ dám xới cho xíu của mình thôi Còn đâu phần mọi người cả đó Anh mà không thuyết phục được mẹ là Em sẽ bỏ về nhà ngoại nha Thế nhưng chưa kịp bỏ về thì hiện cũng có dịp phùng lên Hôm ấy cô phải về bên ngoại có việc Nhưng chuẩn bị cơm nước trước cho mọi người tâm thức rồi mới đi Mẹ chồng cô cũng đi thăm con gái đẻ ở xa Nên có lẽ về hơi muộn khi bà về cơm canh chẳng còn gì chỉ còn lại một đống hỗn độn bắt đũa bẩn chưa ai rửa thế là bà mới tức giận gọi cho hiền cô chỉ nhẹ nhàng bảo con đã dặn bố rồi mà mẹ con nấu ba bát gạo chứ có nhiêu đó cơm ăn hết là đúng rồi bình thường mẹ ở nhà mẹ kiểm soát chứ nay không có thì họ đói họ ăn cho thỏa là đúng rồi mẹ bà tức nghẹn tận họng mà không nói được gì nghe bố chồng kể lại bà đi pha mì ăn cả ngày hôm ấy hậm hực vì đói hiền cũng chỉ cười âu cũng là bài học cho mẹ chồng vì cái tính bụng xịn quá mức Mẹ bạn gái đưa cho chàng trai phụ hồ 50 triệu phí chia tay, chàng trai nói đúng một câu, đúng 3 năm thôi. Ngày biết tin Hảo yêu Long, một chàng trai phụ hồ nghèo khổ thì mẹ cô ra sức ngăn cản. Con ơi, mày có bị làm sao không hả con? Có ăn học đàng hoàng, công việc tử tế lại xinh xắn thế này, mà cắm đầu vào yêu một thằng phụ hồ ở quê, không xua dính túi là sao? Đơn giản là vì con yêu thôi mẹ, người khác hơn anh ấy trăm lần nhưng con không có tình cảm. Nghèo phấn đấu khắc giàu mẹ à. Mày đừng có ở đấy mà mơ, không có thứ gì trong tay như nó thì chỉ có nghèo mọt kiếp. Không đời nào mẹ đồng ý gả con gái mẹ vào cái chỗ khốn khổ ấy đâu. Ngăn cản con không được. Mẹ Hảo đã nghĩ ra cách tới gặp lông. Nó nghèo khó chắc chắn nó cần tiền. Mình chỉ cần dưới tiền cho nó thì chắc chắn nó sẽ rời xa con Hảo ngay. Nghĩ là làm, bà mang 50 triệu tới gặp lông. Hãy chia tay con gái tôi ngay lập tức. Nhưng cháu và Hảo yêu nhau mà bác. Không đời nào tôi cho con gái tôi yêu một thằng nghèo kiết xác như cậu đâu. Cậu phải biết mình là ai chứ. Cháu... Giờ cặp 50 triệu này phải tránh xa con gái tôi ra Như thế này là tôi đã quá tử tế với cậu rồi đấy Cháu Cháu cầm 50 triệu này và chia tay Hảo Đúng 3 năm thôi Chàng trai cầm tiền và đi thẳng Mẹ Hảo mỉm cười Bà đã đoán trúng hắn chẳng thể chê tiền 3 năm nữa thì con gái bà cũng đã chồng con đều hoài rồi Bà lo gì nữa Nhưng ngay khi biết tin bạn trai bị tích Hảo đã mất ăn mất ngủ ngày đêm đi tìm người yêu Một tháng trôi qua Hảo biến thành con người hoàn toàn khác Cây sọp hẳn đi và cứ suốt ngày gọi tên người yêu Lúc ấy mẹ cô đã muốn tìm ngay chàng trai kia về Để con gái bà cô nghỉ quẩn Nhưng bà không thể nào tìm ra manh mối của cậu ta Hai năm trời Hảo sống như người mất hồn Đến năm thứ ba thì đỡ hơn chút Mẹ cô vui mừng bắt đầu mai mối cho con gái Nhưng 10 năm đã trôi qua Đều thất bại vì không ai chấp nhận kiên nhẫn Tìm hiểu con gái bà quá nửa tháng Tính khí của Hảo giờ đã thay đổi hoàn toàn Bà đau khổ dằn vặt khi thấy Con ngày ngày đi về lẻ bóng Tất cả là do bà gây ra ư Mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà bà không ngờ cơ sự lại ra thế này. Giá ngày đó bà không cấm đoán hảo yêu anh phụ hồ kia thì đâu đến nổi. Anh ta cầm tiền chắc chắn là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Làm gì có chuyện anh ta sẽ quay lại sau 3 năm. Nhưng rồi ngày hôm đó, đang ngồi ở quầy hàng quần áo của mình trong chợ thì bất ngờ. Bà Hảo thấy có một người đàn ông sang trọng bước vào quầy hàng mình. Bà không nghĩ người này sẽ mua hàng của bà. Anh hỏi gì thế? Bà không nhận ra cháu ư? Ừ, cháu là Long đây. Long à, cháu là bạn trai trước đây của Hảo cháu đã hứa ba năm cháu sẽ quay lại để trả tiền bác mà cậu cậu là long thật ư vâng nhờ số tiền vay của bác giờ cháu đã có tài sản lớn trong tay giờ cháu có thể cầu hôn hảo được không bác trời ơi nhưng con hảo nhà tôi giờ nó nó có còn như xưa nữa đâu hảo có thế nào thì đời này kiếp này cháu cũng chỉ yêu và lấy mình quấy thôi bác à bà rơi nước mắt đưa long về nhà Hảo chưa thể nhận ra lông nhưng lại quyến luyến bên anh cả buổi. Nhìn cách lông chăm sóc Hảo, mẹ cô đã có thể nở nụ cười sau 3 năm. Hy vọng con gái bà có thể bình phục. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like, share cho video và để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.